chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Và bây giờ đây thì Coleman xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn nhân vật chính của Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay, mà khi nhắc đến cái tên thôi thì đã khiến bao nhiêu thế hệ khán giả phải reo hò phấn khích. Đó chính là ngôi sao ca nhạc, danh ca Ngọc Sơn. Này em yêu ơi, tình anh rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em chào. Người anh yêu hơn em có nghe trong tim, bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Năm 1987, một gương mặt mới với giọng hát ngọt ngào và ngoại hình thư sinh bắt đầu xuất hiện ở các tụ điểm ca nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và nhanh chóng được khán giả yêu thích. Đó chính là cái tên Ngọc Sơn. Đến năm 1989, Ngọc Sơn đại diện cho đoàn ca múa Minh Hải tham gia liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc. Anh đã gây sửng sốt cho giám khảo, khán giả và đồng nghiệp với ca khúc Thuyền và Biển, trở thành hiện tượng ca nhạc lớn nhất được chú ý, là ngôi sao được săn đón khắp cả nước. Từ đó, hàng loạt giải thưởng danh giá cùng những thành công liên tiếp trên sân khấu biểu diễn và băng đĩa giúp Ngọc Sơn chiếm giữ vị trí ca sĩ ăn khách nhất Việt Nam thời bấy giờ. Sự nghiệp âm nhạc của Ngọc Sơn còn gắn với hàng trăm bài hát mang phong cách đa thể loại, có thể kể đến những sáng tác đình đám như Tình Gia, Lòng Mẹ Hai, Đêm Cuối, Vầng Trăng Cô Đơn, Lời Tỏ Tình Dễ Thương, Hướng Về Miền Trung, đã trở thành những bài hit khổng lồ. Cùng với giọng hát đầy nội lực, sâu lắng, da diết, kết hợp với phong cách biểu diễn đầy đam mê và nhiệt huyết, Ngọc Sơn được khán giả ưu ái gọi với danh xưng Ông Hoàng Nhạc Sến. Cho đến nay, các hãng đĩa vẫn nhắc đến tên Ngọc Sơn như một trong những ca sĩ có lượng băng đĩa bán ra nhiều nhất ở Việt Nam vào những năm 1990, xứng đáng là ngôi sao ca nhạc huyền thoại trong lòng khán giả. Quý vị các bạn thân mến, như thường lệ thì trước khi chúng ta đi vào phần trình diễn những cái bài hát mà mang đậm dấu ấn thời gian, đánh dấu những cái cột mốc trong hành trình sự nghiệp của danh ca Ngọc Sơn, thì bây giờ Coleman mời quý vị các bạn chúng ta hãy cùng trở về với những ngày đầu khi mà Ngọc Sơn bắt đầu bước vào nghề. Dạ, thì câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Ngọc Sơn, đó là Ngọc Sơn bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ lúc nào? Với nghệ thuật thì từ lớp 2 tuổi, từ lúc 2 tuổi đã được cha dạy cho bài hát Có Con Chim Mình Khuyên Nhỏ. Dáng trông thật ngoan ngoan, quá gọn gàng, đẹp xinh, lễ phép ngoan nhất nhà, chim gặp bác cho mau, chào bác. Cho nên tới bây giờ cả nhà thấy Ngọc Sơn gặp người lớn lúc nào chào Ngọc Sơn cũng vòng tay chào bác, chào cô, chào chị. Ngọc Sơn đã bén duyên hồi nhỏ lắm, và nghe những giai điệu cải lương, rồi nghe tuồng chèo, rồi nghe rồi được ba là nhà thơ nữa. Bên dòng họ nội thì chuyên môn viết thơ miền Trung mà thơ văn. Sau đó Ngọc Sơn được về theo cha mẹ công tác về tận Bạc Liêu. May mắn dễ sợ được học cải lương nữa của miền Tây. Trời ơi, nó vui gì đâu. Sau này mình thấy đó là một cái kho tàng trong cuộc sống của đời mình, mà coi chứ là sự may mắn của đời Ngọc Sơn. Đến khi chính thức thì Ngọc Sơn tốt nghiệp 12 thì lên Thành phố Hồ Chí Minh, được tuyển một trong bốn người của tỉnh Minh Hải học kịch nói. Ngọc Sơn vẫn ao ước là mà hy vọng là sẽ được học qua thanh nhạc, thì đúng sự thực sự rất may mắn. Trong trường nghệ thuật sân khấu 2 có lớp thanh nhạc thì Ngọc Sơn mới lãnh hội ở đó, và có sẵn có chất giọng trời cho và có tình yêu nó rồi thì cũng và học các loại đờn nữa thì cũng đam mê cho đến bây giờ. Và khi bước lên sân khấu ngày đầu tiên là được đại gia đình thích liền ngay tức khắc, trở thành hiện tượng. Nhưng mà cả nhà cũng không biết là từ đâu ra vậy, thưa đại gia đình, là Ngọc Sơn đã rèn luyện từ nhỏ rồi.
Thì đầu tiên thì hát những bài như là biển xanh của tôi đây miền duyên hải, biển xanh xưa vui đã qua ngày dâu dãi. Hồi đó là như vậy. Quý vị khán giả, thì Ngọc Sơn bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1987 và tại các cái tụ điểm ca nhạc thành phố Hồ Chí Minh rất nổi tiếng rồi. Nhưng mà cái cột mốc mà để tạo một cái bước ngoặt trong cái sự nghiệp của Ngọc Sơn đó là vào năm 1989, đúng không? Đúng rồi, anh Calaman đúng rồi đó. Sau 87 thì trở thành một hiện tượng được đại gia đình thương, mà bầu show nó ủa sao chắc nó ốm nhom nhách, chắc đạp xe đạp người ta thương. Và bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng hướng về màn hình để xem một số cái hình ảnh về Ngọc Sơn, như hình ảnh mà Calaman nghĩ là nó sẽ gợi nhớ rất nhiều điều ạ. Ngọc Sơn còn nhớ cái hình này ở đâu không? Hình này ở Đồ Sơn. Đồ Sơn. Ngọc trong lòng đất bao lâu, sơn kia mấy ngọn núi nào cao hơn, dễ ai hiểu được Ngọc Sơn thương người như thể thương hơn chính mình. Nếu mà để ý bốn chữ bài đầu là Ngọc Sơn dễ thương à. Ngọc Sơn dễ thương. Thì đó, thì năm 75 mà ba lì tập kháng chiến là tập cách Robert mà. À, 75 thì 75 thì sau đó theo cha vào Nam trước, mẹ 77 khoảng là 76 mới vào, sau đó đi vào Bạc Liêu. Mẹ với chị với hai em ở nhà gọi là một thò hai thụt đó, xây được cái nhà đó là xịn lắm rồi đó, ở dưới quê dưới năm 91 chụp với Lê Tuấn Anh tại Hải Phòng, sáng tác Đêm Cuối đó, hai anh em thân với nhau lắm, cực kỳ thân với nhau. Và thực sự Ngọc Sơn nó học bản nhiều lắm, Lê Tuấn Anh góp ý nhiều câu rất là hay. Nói thôi Sơn ơi, mỗi người khác khi mà ca sĩ lên nổi tiếng lên hay được giáo dục những cái sân si, tôi đến đây là phải cho tôi ở khách sạn xịn này, Sơn ơi em dạy lắm. Ngọc Sơn cũng được dạy như vậy, em đừng có dạy, em đừng dễ dãi, em là siêu sao ngôi sao lớn rồi, em đi đâu cũng ăn khách hết rồi, ăn làm tiền nhiều, lương em phải đòi bao nhiêu đây, và khách sạn xịn này phải cho tôi, nếu mà mưa thì trả tôi vẫn nửa tiền, toàn là những cái gì đó đòi bầu show. Nhưng Ngọc Sơn không bao giờ nghe cả nhà. Sau đó cái tình cảm Ngọc Sơn thương quá, khóc lóc và thương giúp cho bầu show nhà tổ chức thêm. Và Lê Tuấn Anh cũng là người bạn nói góp ý cho Ngọc Sơn với sự khiêm tốn. Khiêm tốn ở ngoài thì cả nhà nhìn thấy ngầu ngầu vậy thôi, chứ thiệt cả nhà biết cái hiền lành lắm, thương người mà dạy cho, ủng hộ Ngọc Sơn những việc thiện và những điều khiêm tốn. Thôi gặp ai thôi đến chào ta đi. Ngầu dữ kìa. Đây là năm 90 đó. Đây gọi là khai quật rồi những cái hình. May ra vẫn còn cái này đỡ được thôi. Trời ơi. Ngọc Sơn kêu trời ơi kìa. Thôi đi ban biên tập ơi đừng. Hồi đó là băng đĩa, từ hồi đó chưa, Việt Nam mình chưa có đĩa cái đại gia đình. Sau Trung Tâm Mưa Hồng thu bằng tiếng thì gửi bên Trung Tâm Mưa Hồng và các trung tâm khác làng văn, rồi sau đó là gửi về Việt Nam. Khi 97 thì đĩa Hát Vàng Việt Nam ra đó, thì đầu tiên mới có đĩa, sau đó ra top 10 này nọ đó. Con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ
niềm nào nào có mãi trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra vậy, và cha nằm mồ nhà hút con và cha kẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo cho sách, sách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già rồi, cha dễ thương, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cửa cổ cha đã nuôi con cùng lớn. Có những đêm gió lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn những đêm và dưới ấm dương canh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì chó sách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già rồi, lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già.
như Coleman biết là sẽ được Ngọc Sơn sáng tác năm nó mới có 16-17 tuổi gì đó, đúng không ạ? Dạ. Cái bài này nó đi sâu vào lòng người, bởi vì từng cái câu chữ của nó giống như là một cái lời giáo huấn của người cha trong mỗi gia đình, và khi chúng ta nghe xong chúng ta cảm giác rằng nó có gia đình của chúng ta trong đó. Thật sự rất xúc động, và mình cũng không hiểu tại sao mà ở cái độ tuổi trẻ như vậy, mới có độ 18 đôi mươi, mà Ngọc Sơn có thể viết lên những cái ca khúc mà phải nói là bất hủ như vậy. Thực sự hồi nhỏ Ngọc Sơn thương cha mẹ mà gọi là xa chút xíu là khóc, mà bây giờ cũng vậy. Thương cha mẹ rồi thương đại gia đình, Ngọc Sơn xem tất cả là đại gia đình của mình. Tại vì không những Ngọc Sơn là chỉ là người con có hiếu, mà Ngọc Sơn để giờ cả nhà thấy không, rất nhiều người hát rất hay về tình cha lòng mẹ. Tất cả chúng ta ngồi đây, tất cả những người yêu mến Ngọc Sơn mà xem chương trình đều là những người con có hiếu thảo. Ngọc Sơn sẽ chuyển tải lại coi như là bằng cái tình cảm, tình yêu thôi, chứ không phải là người viết nhạc để thể hiện. Mà Ngọc Sơn đã biết được Ngọc Sơn vui và hạnh phúc khi tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều hát rất là hay. Cảm ơn cả nhà dễ yêu nha. Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già ra đứng mòn mỏi trông con đến bao giờ. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ ai. Gió đưa man mác gợi những âu nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây gió lạnh lùng mát nỗi nhớ. Mẹ già chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Thương con, mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lỡ sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào, ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa. Mẹ chưa mong con hoài. Mẹ ơi, khi viết lên bài ca mà con nghẹn ngào muốn khóc. Ở chốn quê xa, mẹ già ngày đêm trông ngóng. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm, con thương mẹ nhiều. Mẹ già chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa
con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Con mẹ chờ con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều này ngồi đây lòng nhớ. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chưa mong con hoài. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chưa mong con. Thưa quý vị các bạn, ca khúc Lòng Mẹ Hai vừa rồi chắc chắn là chạm đến trái tim của rất nhiều quý khán thính giả. Nó thực sự chạm đến trái tim của mình. Cảm ơn Ngọc Sơn rất nhiều. Và trong cái ngày hôm nay thì cũng ở trong sân khấu này thì cũng có sự có mặt của cô Kim Loan, là mẹ của Ngọc Sơn. Và xin phép được mời cô lên sân khấu ạ. Dạ thưa cô, chắc nghĩ là trong cái không khí ngày hôm nay, trong cái bầu không khí nó lắng động và rất là nhiều cảm xúc vậy, chắc là Ngọc Sơn cũng có muốn một vài lời chia sẻ với mẹ. Bởi vì chắc quý vị các bạn cũng biết là thời gian gần đây là mẹ của Ngọc Sơn cũng bị ốm nặng, và Ngọc Sơn cũng nói là bây giờ cái gì cũng bỏ hết, kể cả tiền chạy thuốc, thuốc thang cho bà, thì nếu cần thì bán nhà luôn. Không, câu chuyện là như vậy. Thì mẹ đi xa ở nước ngoài, thì nước ngoài người ta chữa trong cái dịch Covid thì chữa rất là nhiều người, chữa cho dân người ta còn chữa không được, huống chi người nước khác qua. Lúc có mẹ kẹt về thì giống như bao nhiêu người cũng kẹt về không được, mà cũng nhiều người cũng đã ra đi rồi. Ngọc Sơn thì thương quá, thương mẹ, thì cũng may mắn mẹ về được tới nơi, và cùng Ngọc Sơn cùng với các y bác sĩ ở Việt Nam tiếp tục tận tình chạy chữa thêm nữa. Và hơn ai hết, người con hiểu mẹ ăn cái gì và như thế nào thì con lo cho mẹ thì chắc chắn. Và cuối cùng cũng cứu mẹ được thì con xúc động lắm. Và con xúc động vì mẹ cũng đã vượt qua, bảo bệnh mẹ đã vượt qua. Nói chung là Ngọc Sơn sẽ gắn bó với mẹ mãi mãi đó. Và đây là những món quà tinh thần, những món quà vô giá mà con nhận được của đại gia đình con, xin gửi đến mẹ. Chính xác là bắt đầu từ lúc nào mà Ngọc Sơn bắt đầu có cái bắt đầu sáng ra cái sáng tác đầu tiên? Và quý vị các bạn thân mến thì chúng ta cũng biết rằng kho tàng sáng tác của Ngọc Sơn rất là lớn, như đâu đó là hơn 100 bài phải không? Nhiều lắm, rất là nhiều. Bây giờ còn rất là nhiều bài hát như là Đồ Sơn, Hoan Hô Việt Nam, Đừng, sáng tác Đừng của Ngọc Sơn nữa cho ra, thì và rất là nhiều ca khúc nói về đời, về cuộc sống. Ngọc Sơn rèn luyện cho tới bây giờ, mặc dù là 53 tuổi và não còn vận dụng rất nhiều, học liên tục, học tất cả, nghĩa là rất nhiều ngoại ngữ về cách hành văn, cách viết của Việt Nam như thế nào và âm nhạc nó như thế nào.
con tim tha thiết chân thành. Muốn nói với em nhiều lắm, nhưng rồi anh lại lặng thầm đêm ngày thương nhớ âm thầm. Biết nói cùng ai tâm sự đầy vơi, người tôi yêu thương nhất trên đời. Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây. Chừng nào trái đất ngừng quay, lòng tôi mới hết đắm say yêu nàng. Biết nói gì đây hỡi người yêu, trăng khuya xa quấn chân trời. Đêm nay trăng đêm một mình viết lên câu ca trữ tình chân thành anh gửi về em. Biết nói cùng ai tâm sự đầy vơi, người tôi yêu thương nhất trên đời. Người yêu của anh thật thà, không mơ cao sang lùa là, không mang vũ khí đen. Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây. Chừng nào trái đất ngừng quay, lòng tôi mới hết đắm say yêu nàng. Biết nói gì đây hỡi người yêu ơi, nhìn trăng khuya xa quấn chân trời. Đêm nay trăng đêm một mình viết lên câu ca trữ tình chân thành anh gửi về em. Đêm nay trăng đêm một mình viết lên câu ca trữ tình chân thành. Cảm ơn ca sĩ Hoàng Châu với giọng ca rất là ngọt ngào đã trở lại với chúng ta. Có một số người yêu thích bolero thì để cảm nhận rằng là các làn điệu bolero nó có một cái sức quyến rũ, có một cái sức hút rất kỳ lạ. Nghe từ suốt ngày cũng được, từ năm này qua tháng nọ cũng được. Đó, nhưng mà chúng ta không hiểu tại sao. Còn với một số người thì không thích cái dòng nhạc này thì cũng nói nhạc bolero nghe sao nó cứ đều thế nào nó không nha. Dạ thì với ở một cái góc độ là một cái người phải có thể nói là được mệnh danh là ông hoàng bolero thì Ngọc Sơn nghĩ như thế nào? Ngọc Sơn học từ nhỏ được cha mẹ dạy cho những cái làn điệu dân ca Bắc Trung Nam về cải lương cho là thứ ví dụ các bạn các nhà ví dụ hồi xưa Ngọc Sơn hay hát là nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa hoặc là những bài như là
cả một chơi yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, hoặc là thức trò đêm nay để nhớ thương em. Rồi sao nó nghe nó hay mà tình cảm vậy? Đó là ngũ cung. Tại vì trong mỗi cái bài của Bolero nó sẽ thiếu hai nốt. Nó thiếu hai nốt. Nhưng nếu có đủ hai nốt thì nó không phải, không phải là Bolero. Ví dụ Ngọc Sơn viết không Bolero như bài Này em yêu ơi em có nghe trong tim, nó chắc chắn là không phải Bolero. Tại vì nó có hai nốt kia, lúc phá và son. Nhưng cả nhà nghe cũng đã cảm nhận được rồi. Cảm ơn đại gia đình. Giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đớn đau dạ rời. Tựa như một giấc mơ trong đời, sao còn vương vấn nghẹn lời. Trời ơi ai thấu trang lòng tôi, đường em đi lúa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần, tìm đâu một lối cho đôi mình, thôi đành chấp nhận bè bàng, nhìn nàng nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi. Vì tình yêu không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim chân thành. Và tình yêu không phải như thơ, một tấc liều tranh đôi quả tim. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, để rồi mai ôm xót xa một mình. Bình minh vừa ghé bên chân trời, giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Đường em đi lúa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần, tìm đâu một lối cho đôi mình, thôi đành chấp nhận bè bàng, nhìn nàng nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi. Không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim chân thành. Và tình yêu không phải như thơ, một túp liều tranh đôi quả tim. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, mà đôi chân không muốn xa rời người. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Bình minh vừa hé bên chân trời, Ngọc Sơn Ngọc Thái nghẹn ngào, gương cười vẫy chào biệt ly. Bình minh vừa hé bên chân trời, Ngọc Sơn Ngọc Thái nghẹn ngào,
gương tươi vậy chào biệt đi. Nãy Tú mình vào trong hậu trường á, thì mình cũng tình cờ nghe được Học Sơn hát cái bài gì mà cái tiếng Indonesia. Tiếng Indonesia mà cái bài đó cũng rất là nổi tiếng luôn. Rồi xong rồi Ngọc Sơn giải thích từng câu từng chữ rất là hay. Ngọc Sơn có thể làm nhẹ lại cái đoạn hồi nãy chút xíu được không? Dạ. Badan kurut bukannya kurang makan. Mataku merah bukannya kurang tidur. Sedih hatiku karena si jantung hati. Oh, si jantung hati. Hết. Cảm ơn. Nó còn nó còn Ấn Độ ra rồi cái ví dụ cái cơ thể mình. Ngọc Sơn muốn nói rất nhiều điều, muốn nói rất nhiều về nhảy. Vì sao đó Ngọc Sơn sẽ truyền lại cái bí kíp là sao có thể nhảy. Các nhà thấy động tác này đầu tiên anh nhớ là đó là động tác của Michael Jackson rồi hả? Còn lúc mà Billie Jean á, lúc đi lùi xong á là cái động tác này nè, đúng không? Ra, vào. Ra ra nhảy thử. Để đưa tay cái tay để tay. Không, rồi. Rồi, rồi giật giật cái giữa, giật cái giữa lên. Rồi ok, đưa lại đó, dễ dễ. Đó. Đó rồi, đó. Đó dễ ở đó đó. Đó, đó. Đó đúng không? Tại sao mà ngại nhà thấy Ngọc Sơn nhẹ dẻo? Tại vì ví dụ xin lỗi sorry, cái này làm cho nó đó, ví dụ. Không. Cái này. Ví dụ vậy đó, tay ra đâu ra đó thì cái phần chân của mọi người đó. Mà khi nào muốn được dẻo nó đó là một chuyện khác nữa. Xin cảm ơn cả nhà. Nếu nói về tuổi tác thì Ngọc Sơn với lại Carmen này cũng đồng tuế. Đó nhưng mà chắc là quý vị ta cũng thấy rồi. À, một bên thì coi như nó nặng, một bên rất nặng nề. Bẵng đi một thời gian bây giờ trở lại mới thấy Ngọc Sơn người rất là fit, giống như là cái thời mới bắt đầu đi hát. Đương nhiên là lúc mới đi hát thì gầy hơn nữa, là nhìn rất là chắc chắn và nhìn giống như thanh niên vậy. Ngọc Sơn là một cái người mà phải nói là rất là chịu khó rèn luyện thể chất, rèn luyện mỗi ngày. Sơn đã viết lên đáp 8 điều chân tình. Đạo đức nhất con người là chữ tròn chữ hiếu, là dành cho cha mẹ, là sống mà sống gì cho phải thương thờ cha kính mẹ phải là đầu tiên. Khó khăn nhất của con người là chiến thắng chính mình. Trong đời Ngọc Sơn thì Calamen thấy đó, Ngọc Sơn thương và lại tất cả những lời góp ý ai nói gì nói mình đều kính trọng, quý trọng. Người ta thương mình ta mới nói, đâu có rảnh mà đâu la mắng làm chi. Có những cái điều đúng, có những điều thì nó chưa chỉnh chu lắm, chưa có ấy lắm thì mình cũng nhận hết. Mình đồng ý tất cả những người đã đến, những gì đã đến và những gì đã đi. Thì Ngọc Sơn cũng rất là vui để mình có ngày hôm nay. Thank you.
nghĩa xen tình như bóng với mình yêu làm bình thơ. Được, cảm ơn sự kết hợp của bộ ba rất là ăn ý, Ngọc Sơn, Hoàng Châu và Dương Ngọc Thái. Không biết lý do vì sao mà trong cái sáng tác mang tên là Sến này thì anh Ngọc Sơn lại muốn có một sự kết hợp giữa ba người ạ? Tại vì ba cha con Sến giống nhau là hay khóc, hay tình cảm, sống rất là tình cảm. Thì bài hát này Ngọc Sơn sáng tác tại quê mẹ Hải Phòng. Khi Ngọc Sơn viết bài này thì nước mắt tuôn trào. Thì Sến đi Sến nghĩa Sến tình của Ngọc Sơn thường là một mình trong căn phòng cô đơn ấy, thì Ngọc Sơn ngồi chắp tay khấn trời cho con xin những nốt nhạc, những cái ngôn ngữ tình cảm nhất mà truyền đạt đến với đại gia đình. Ngày xưa người ta nói ồ cái này Sến quá, hay rẻ tiền hoặc này nọ lắm, nhưng với Ngọc Sơn thì cũng không sao, với mình thì Sến không sao, với ai nói mình thì tính Ngọc Sơn không biết giận ai đó. Xưa giờ toàn chọc không à, giờ giỡn cười không à. Tại vì những giai điệu này nó ngấm vào trong lòng đại gia đình rồi, dễ nghe về dễ hát, mình đưa về tình cha lòng mẹ, tình yêu quê hương đất nước thì nó trở thành nên tích cực. Cho nên Sến không tô điểm lụa là, không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Sến đây Sến nghĩa Sến tình như bóng với hình, yêu lắm đại gia đình mình. Chúng ta thường rất thường thấy là Hoàng Châu hay kết hợp với lại Ngọc Sơn mà rất là ăn ý. Thì không biết là cái nhân duyên nào đó mà Hoàng Châu gặp được anh Ngọc Sơn, và từ lúc nào thì gắn bó trong cái con đường âm nhạc của Hoàng Châu, cũng như là cái tình cảm giữa Hoàng Châu và anh Ngọc Sơn. Thực sự thì lúc hồi nhỏ đó là Hoàng Châu đã thần tượng bà Ngọc Sơn lắm rồi. Hồi lúc còn đi học á là mê giọng hát ba lắm, mà mình không dám mơ luôn là sau này mình lại được gặp ba luôn, chứ đừng nói chỉ hát chung mà bây giờ còn hát chung nữa. Đó thì là khoảng năm 90 thì Hoàng Châu lên đi học hát. Thì học hát thì lúc đó là Hoàng Châu đi học chung với lại Ngọc Hà, em của bà Ngọc Sơn. Đó thì
Thì lúc đó thì có một hôm thì Ngọc Hà mời các bạn về nhà chơi thăm. Mà lúc đó mừng lắm, mình muốn gặp thần tượng mà. Trời ơi mừng. Về là gặp ba, cái bà thấy mà nói trời cô bé nào dễ thương. Cái sau đó là ba biết là Hoàng Châu đi hát, cho nên là ba nói chung ba cũng nâng đỡ cho Hoàng Châu cũng rất là nhiều. Đứng bên cạnh của Carmen chính là Dương Ngọc Thái, là một cái giọng hát mà được rất nhiều người yêu mến. Dương Ngọc Thái có thể chia sẻ một xíu về cái tình cảm của Dương Ngọc Thái với anh Ngọc Sơn, và ở góc độ là cha con đây ha. Rồi còn ở góc độ nghề nghiệp thì Dương Ngọc Thái lãnh hội được cái gì từ Ngọc Sơn? Thực sự nói với ba Ngọc Sơn thì là đây là một nói một từ kính trọng. Thực sự là mà hâm mộ ba từ nhỏ. Cũng như Hoàng Châu thì lúc trước thấy đi hát thì chưa đi hát, để ngồi dưới sân khấu một trống đồng mỗi sáu nè, xem ba hàng đêm và ước gì có một ngày nào được hát chung với ba, được đứng trên sân khấu với ba. Đó là điều ao ước. Và khi mà cũng mười mấy năm nay là cha con lúc đầu là đến với ba là anh em thôi. Nhưng mà nể cái tình của ba và cái tài giống như là cái đạo hiếu của ba, và Thái đã xin ba cho Thái làm con nuôi. Và ba đã nhận lời làm con nuôi, và tới bây giờ cha con gắn kết với nhau và luôn luôn đồng hành cùng ba những sản phẩm mới nhất của ba cũng như những bài hát tuyệt vời nhất của ba. Dạ. Ở góc độ âm nhạc thì Dương Ngọc Thái có thường xuyên học hỏi với lại được sự dạ. hướng dẫn của anh Ngọc Sơn không? Nhiều chứ, ba hướng dẫn nhiều lắm. Nhiều lúc ba thích thì ba gọi lên, nửa đêm ba cũng gọi nữa. Thái ơi ba có bài hát này hay nè, cha con mình hát nè. Bắt đầu ba chỉ đó, những cái bài hát mà bây giờ là bất hủ như là Sến rồi Nụ Cười Biệt Ly rồi Em Gái Quê, nhiều bài hát hay như vậy đó mà nửa đêm ba cũng gọi nữa. Ba thích gọi là ba gọi, nhưng mà gọi nghe điện thoại ba là mừng lắm. Mừng lắm, mình được vui lắm, mình được chia sẻ với ba. Và những bài hát của ba thật sự là giống như là Thái như là sinh ra để hát những bài hát của ba hay sao đó. Nói chung là Ngọc Sơn được gắn rất với rất nhiều danh hiệu, nào là ông Hoàng Nhạc Sến, rồi còn có một cái danh hiệu cũng rất là mình thấy cũng rất là vui, đó là ông Hoàng Chạy Xô Tỉnh. Thì cái này cũng muốn nghe là Ngọc Sơn chia sẻ lại là cái thời điểm nào là cái đỉnh điểm mà có thể nói là cao điểm nhất mà Ngọc Sơn chạy xô, coi như là hầu như là không có thời gian để ăn, không có thời gian để nghỉ để ngủ luôn. Thưa quý vị, thời gian này đó, từ hôm qua mới hát đó, cũng lúc nào cũng vậy thôi. Bây giờ có, bây giờ vừa quay xong bây giờ là có người gọi điện thoại bên kia bay ra Bắc Ninh Hanaka hát. Ngọc Sơn hạnh phúc lắm, đại gia đình được các vị lãnh đạo thương ở yêu cầu Ngọc Sơn đến làng này xã kia, thì bây giờ là vẫn là chạy show nhiều nhất và làm việc khủng khiếp nhất. Vừa làm phòng thu studio mix nhạc đó, bài Nghệ Anh Trong Trái Tim Tôi tỷ nương Ngọc Sơn hát, thì Ngọc Sơn vừa hòa âm rồi vừa mix nhạc thu rồi làm cho mình xong, rồi nói chung là đủ thứ hết, ôm đồm tất cả những việc khác và làm đam mê lắm. Mà đặc biệt khác hồi xưa là có tố chất của người bình thường thì giống như mình chạy mình hát rồi bị khan tiếng, nhưng bây giờ không nghe cả nhà, không có. Bây giờ khủng khiếp, nghĩa là dù có khi có ngày làm 24 tiếng đã quay truyền hình xong bay đi hát đi diễn. Chắc là mời Ngọc Sơn cùng với khán giả chúng ta xem một cái đoạn video rất là đặc biệt. Giai điệu hay quá. À, mà không nhớ tên, không nhớ tên tự về hát. Bài này chị nghe cũng lâu, chắc cũng phải mười mấy năm rồi đó. Lâu lắm rồi. Cô đã từng nghe bài hát này rồi mà lâu cô quên cái tựa rồi. Bài này rất là của em, cô cũng biết luôn nữa. Em có nghe qua bài này rồi mà em không có nhớ nổi cái người hát này. Em nghe cũng nhiều phiên bản của những ca sĩ á, nhưng mà cái chú này hình như là hồi nhỏ em rất là hay nghe chú này luôn. Cái giọng thì giống Đình Văn quá à, mà cái nốt thì đi thì cái giống anh Ba Ngọc Sơn. Thì có phải là của Ngọc Sơn không chị? Hình như là chú Ngọc Sơn đúng không chị? Của chú Ngọc Sơn sáng tác. Cái khúc này nói về tình yêu vui tươi trẻ trung, cảm giác khá là tươi mới, nó rất là ấm áp và nó rất là tình cảm. Ba em hay hát bài này cho mẹ em, một cái mà mẹ em giận ba em. Bạn vô đang thích hồng hay là muốn có tình, các bạn trẻ có thể dùng để tỏ tình cầu hôn các bạn nữ. Thì bài này thì mình thấy ở đám cưới thì nghe nhiều, hoặc là lúc mà tiệc hay là con trai tỏ tình cho con gái thì cũng hát nữa, hát bài này cũng nhiều. Dạ,
Em rất là hay nghe ca khúc này trong đám cưới luôn. Những cái ca khúc này thì em thường hay nghe là những cái câu lạc bộ này 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 em yêu ơi. Em lúc ban đầu anh vào mắt em vào. Này 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 em yêu ơi. Yêu anh nhất trên đời. Và chỉ mình em thôi. Trong trái tim à. Yeah. Tôi nghĩ là tất cả quý khán giả đang ngồi trong cái phim trường ngày hôm nay và bản thân Coleman cũng đoán được. Và vì đây là một cái sáng tác mà mọi lứa tuổi đều yêu thích. Đó là lời tỏ tình dễ thương. Dạ. Chắc là quý vị và bạn cũng thắc mắc, chúng ta thường nghe những cái giai điệu mà những cái sáng tác của Ngọc Sơn là nó rất là sâu lắng nè, rất là tình cảm. Nhưng mà lý do thì sao mà anh lại có một cái sáng tác mà nó rất là tươi vui và rất sôi nổi và sống động như vậy không? Thực sự hồi xưa đi Thu Băng vào lúc hát, người ta nói xoáy vào dòng nhạc gọi là nhạc xến đi. Cho nên là khi đụng vào nhạc trẻ thì Ngọc Sơn là người rất là năng động nữa, thích nhảy nhót. Thì trong thời gian trào lưu của nhạc trẻ, top 10 ra đời, trào nhạc trẻ, bắt đầu âm nhạc trẻ ra xuất hiện dưới dòng ca lạ, dòng ca nhạc trẻ, thì Ngọc Sơn ra luôn, tặng luôn, theo thị trường, biết theo thị trường, lời tỏ tình dễ thương, rồi đêm yêu đương, cả nhà có biết không? Đam mê, rồi là anh number one, một loạt ca khúc khúc tình nồng, là Ngọc Sơn cho ra mắt. Dù sao thì đại gia đình cũng ấn tượng Ngọc Sơn có rất nhiều qua những bài hát về nhạc trữ tình, cho nên gọi với nhạc Ngọc Sơn với danh xưng này như vậy. Ngọc Sơn thì đó là chỉ là một mảng thôi, và Ngọc Sơn còn rất nhiều, còn ca khúc về quê hương đó về nhiều lắm, rất nhiều thể loại mà Ngọc Sơn viết. Em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lắm ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé, kề vai bên nhau cùng say sưa cuộc nhạc tình. Vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em chào. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời. Và chỉ mình em thôi trong trái tim mai. Anh number one, anh number one. Thế anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu ơi, mơ ước khi xa rồi, em biết không em ơi.
Như quý vị các bạn cũng biết rồi, Ngọc Sơn với lại Color Man là đồng tuế, gần như đồng tuế. Coi như ngang ngang ha, Ngọc Sơn thì 68, Color Man thì 69. Dạ anh em tụi tôi là cũng U60 rồi. Mà không biết sao mà nãy tôi ra tôi nhảy cái mở màn có chút xíu mà thấy coi như chân cẳng nó muốn văng tùm lum hết rồi. Mà thấy ảnh coi như xin hỏi Ngọc Sơn ở đâu ra mà năng lượng quá trời quá đất? Thưa với đại gia đình thì Ngọc Sơn thực sự trong chính bản thân mình cũng không biết nữa. Và thực sự Ngọc Sơn thấy một cái năng lượng siêu nhiên. Và những cái điều siêu nhiên đó là ngày đêm Ngọc Sơn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến đại gia đình. Và từ những cái đó biến thành cái năng lượng tập luyện. Cho nên là thôi nói mất công xúc động nữa, tất cả năng lượng siêu nhiên đó do chính đại gia đình, tình yêu của đại gia đình đang ngồi dưới kia. Và Ngọc Sơn sẽ cố gắng hơn nữa. Sức khỏe rất dễ sợ, nghĩa là mạnh lắm. Mà nhảy không có chẳng bao giờ thấy hụt hơi. Cái cả nhà thấy ngày xưa nhảy thì hát có thể bị hụt hơi nữa, còn bây giờ thì vô tư, nhảy có thể cả ngày cả đêm hát cũng được. Nhưng mà Ngọc Sơn rất tích cực và Ngọc Sơn rất vui vì Ngọc Sơn đi đâu cũng được đại gia đình yêu thương. Và thực sự mẹ cũng rất là khỏe và Ngọc Sơn yên tâm mà đi khắp các nơi phục vụ. Ngay hôm nay là mới từ Hà Nội bay về đây, nhưng mà cả nhà thấy nó giọng thì nó khỏe hơn cả ngày xưa nữa. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều, những con người rất tuyệt vời. Cảm ơn. Lòng vẫn vương trong.
xíu tiếc quay hù rạng rỡ hưng nguyên làm thanh sự vàng bè vang cửa lò hôm nay thuyền ai cá tôm khoảng đầy đẹp tình quê hương Nghệ An hai tiếng thân thương về nhà đi thôi Nghệ An trong trái tim tôi đẹp tình quê hương Nghệ An hai tiếng thân thương về nhà đi thôi khúc Nghệ An trong trái tim tôi là một cái sáng tác mới nhất của Ngọc Sơn đúng không ạ? Ngọc Sơn có thể chia sẻ một chút xíu trước khi chúng ta tạm biệt khán giả cười ở cuối chương trình. Sáng tác này thì xuất phát từ đâu, cảm hứng từ đâu mà Ngọc Sơn sáng tác này, và Ngọc Sơn muốn gửi gắm cái tình cảm gì với quê hương Nghệ An? Thì Ngọc Sơn ngày hồi nhỏ đã nghe một khúc tâm tình người Hà Tĩnh rồi người đi dưới hồ kẻ gỗ mọi nơi, thì vùng Nghệ An thì Ngọc Sơn có một cảm tình đặc biệt. Ngọc Sơn thương lắm, mà Ngọc Sơn cảm thấy là Nghệ An bây giờ phát triển rất lớn, Nghệ Tĩnh mình, đất nước mình đang sôi nổi phát triển lên, và giống như hồ kẻ gỗ rất là đẹp, đẹp lắm, quê hương mình đẹp lắm, con người đẹp lắm. Và Ngọc Sơn đã viết ra bài hát Nghệ An trong trái tim tôi. Cảm ơn đại gia đình, chính vì đại gia đình Ngọc Sơn đã có động lực để sáng tác và làm việc nỗ lực hơn nữa. Đến đây thì chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Thalaman có một cái phần quà tinh thần, nó nhỏ thôi nhưng mà hy vọng là để là một cái kỷ niệm đẹp. Cảm ơn. Xin hời, cảm ơn Ngọc Sơn và cảm ơn tất cả quý khán giả. Xin chào tạm biệt. Quý vị và các bạn gặp gỡ cặp đôi nghệ sĩ tài danh, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mang nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đà. Hết à? Sao bầm dập? Thì cách đây có mấy ngày thôi, không biết ông thầy bói nói sao. Bà về bà nhúng một lò lửa, bà bắt tôi nhảy qua nhảy lại. Bà nói là nam thất nữ cửu, tôi nhảy 9 cái lố 2 cái, bà kêu tôi nhảy lui trở lại cho trọn số 7. Vậy mới lên chứ. Tưởng yên thân à, bà nấu ở nồi nước sông hồi nào tôi cũng không biết. Bắt tôi ngồi xuống, bà xối từ trên đầu. Rốt cuộc tôi ướt toàn thân tắm 3 ngày vẫn còn hôi nước xả. Bởi tôi lỡ dại yêu lầm người ta, nên cổ đời tôi vì ai gian dối. Khi còn yêu đón đợi từng ngày, khi còn yêu quyến rũ vô về, bây giờ bằng lòng ra thế. Nghe gió đồng bền bằng thân một mình đã chẳng quen mà.
xíu mà sợ rồi ha. Từ khi sân dài nên đôi bạn hiền, đêm về nghe con khóc vui triền miên. Lời ru trong đêm vắng với tình thương chưa chan, còn mong ước gì vì